Chào mừng các em đến với khóa học Tiếng Anh lớp 8, bộ sách Global Success trên trang web olm.vn. Trong phần A closer look 1, chúng ta đã nắm được từ và cụm từ chỉ các hoạt động trong thời gian rảnh. Em hãy quan sát tranh và nhắc lại tên của những hoạt động trên màn hình. Chúng mình cùng xem lại đáp án nào. Messaging Doing DIY Doing puzzles chúng ta tiếp tục bài học với phần A Closer Look To Unit 1 Leisure Time trong phần A Closer Look To chúng ta sẽ tìm hiểu kiến thức về ngữ pháp, grammar trong phần ngữ pháp ngày hôm nay, chúng ta tập trung vào các động từ thể hiện sự yêu thích ghét, được theo sau bởi danh động từ gerunds. Chúng ta thường viết là verb ing. Và các động từ thể hiện yêu thích ghét, được theo sau bởi động từ nguyên thể có to, to infinitives. Chúng ta thường viết là to verb. Trước tiên, em hãy nhắc lại cho cô một số động từ chỉ sự yêu thích kết mà chúng ta đã biết. Chúng ta có các động từ chỉ sự yêu thích như like, love, enjoy, fancy, prefer. Động từ mind ở dạng phủ định, ví dụ don't mind, doesn't might thể hiện không thích cũng không ghét. Các động từ chỉ sự không thích, ghét bao gồm dislike, hate, detest. Nhiệm vụ tiếp theo của các em là xếp các động từ đã cho vào hai nhóm. Nhóm 1 các động từ chỉ có thể theo sau bởi danh động từ verb ing. Nhóm 2, các động từ có thể theo sau bởi verb ing hoặc to verb. Chúng mình cùng quan sát lại đáp án trên màn hình. Như vậy thì các động từ enjoy, fancy, dislike, not mind, detest chỉ có thể theo sau bởi verb ing. Các động từ like, love, prefer, hate có thể theo sau bởi verb ing hoặc to verb. Để củng cố kiến thức vừa học, chúng ta đến với bài tập sau đây. Bài tập này yêu cầu các em chọn dạng đúng của động từ. Để làm được như vậy, Em cần ghi nhớ các động từ được theo sau bởi verb ING hay cả verb ING và to verb. Câu số 1. Chúng ta loại trừ đáp án A travel bởi vì câu này đang nói đến du lịch chung chung. Phía sau love, chúng ta có thể sử dụng to verb hoặc verb ING. Chúng ta chọn đáp án A traveling. Câu số 2, phía sau enjoy ta chỉ có thể sử dụng verb ing. Đáp án là A doing. Câu số 3, phía sau like có thể là verb ing hoặc to verb. Do không có đáp án verb ing, chỉ có đáp án to verb nên chúng ta chọn C to watch. Câu số 4, phía sau fancy chỉ có thể là verb ing. Tương tự, câu số 5 phía sau detest cũng chỉ có thể là verb ing. Chúng ta đến với hoạt động cuối cùng trong bài học. Với hoạt động này, em cần quan sát tranh và hoàn thành câu. Chúng ta chú ý sử dụng dạng đúng của động từ. Con sẽ lấy câu số 1 làm ví dụ. Chúng ta đã có thông tin mark, đây là chủ ngữ trong câu. Động từ cần sử dụng là động từ like đã cho trong ngoặc. Câu diễn tả sở thích chung, chúng ta cần sử dụng thì hiện tại đơn. Chủ ngữ là Mark, vậy động từ like cần thêm s. Và phía sau like ta có thể sử dụng verb ing hoặc to verb. Như vậy chúng ta có thể viết câu hoàn chỉnh Mark likes surfing hoặc to surf the net. Em hãy làm tương tự với hai câu tiếp theo. Câu số 2, chủ ngữ the girls ở dạng số nhiều, như vậy động từ enjoy không thêm s. Phía sau enjoy chỉ có thể là verb ing. Chúng ta điền knitting. Chỉ hành động đan. Câu số 3, chủ ngữ my cousin Động từ cần thêm s, dislikes. Phía sau dislike, động từ chỉ có thể ở dạng verb ing, cooking. Như vậy trong bài học ngày hôm nay, chúng ta đã nắm được các động từ chỉ sự yêu thích kết theo sau bởi danh động từ hoặc cả danh động từ và động từ nguyên thể có chứ. Kèm hãy truy cập olm.vn để củng cố kiến thức với các bài luyện tập nhé! bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi chào các em và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo